Xin chào tất cả các bạn. Trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố, nếu như hydro được mệnh danh là nguyên tố của vũ trụ, carbon là nguyên tố của sự sống, thì uranium chính là nguyên tố của năng lượng. Đây là nguyên tố tự nhiên duy nhất có thể tạo ra phản ứng phân hạch dây chuyền. Với mỗi một nguyên tử sau khi phân hạch sẽ sinh ra khoảng 200 mega electron volt năng lượng, chủ yếu là dưới dạng nhiệt. Để cho dễ hình dung, thì 1 kg than đá sẽ tạo ra khoảng 8 kW nhiệt, 1 kg dầu sẽ tạo ra 12 kW nhiệt, còn 1 kg urani sẽ tạo ra 24 triệu kW nhiệt. Vậy, do đâu mà uranium lại mang trong mình nhiều sức mạnh đến thế? Uranium là nguyên tố có tỷ lệ tương đối phong phú trong thành phần vỏ trái đất. Nó phổ biến hơn vàng, nhiều tương đương với thiếc và wolfram. Trong đó có 3 đồng vị tự nhiên là Urani-238 chiếm 99%, Urani-235 chiếm 0,72% và cuối cùng là Urani-234 chiếm 0,05%. Chu kỳ bán rã của 3 đồng vị này lần lượt là 4,5 tỷ năm, 700 triệu năm và 247.000 năm. Với chu kỳ bán rã kéo dài như vậy, Urani về cơ bản là gần như không có phóng xạ và tương đối an toàn. Nó chỉ thực sự mạnh mẽ khi xảy ra phản ứng phân hạch. Theo đó, phân hạch là quá trình một hạt nhân nguyên tử bị tách thành hai hoặc nhiều phần khác nhau, có tổng khối lượng sau khi phản ứng cộng lại nhỏ hơn khối lượng ban đầu, đồng thời giải phóng thêm rất nhiều năng lượng. Đối với Urani-235, phản ứng phân hạch giải phóng nhiều năng lượng đến nỗi phần khối lượng hao hụt sau phản ứng hoàn toàn có thể đong đếm được. Urani-235 cũng là đồng vị duy nhất trong tự nhiên có khả năng duy trì chuỗi phản ứng phân hạch dây chuyền. Đây cũng là loại đồng vị được sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân hoặc để sản xuất bom nguyên tử. Đối với nhà máy điện hạt nhân, nó được gọi là phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát, còn đối với bom nguyên tử thì là không kiểm soát. Thành phần Urani-235 trong tự nhiên tồn tại ở tỷ lệ rất thấp, nó chỉ chiếm 0,72%. Vì vậy, nếu muốn sử dụng, bắt buộc chúng ta phải tăng hàm lượng của nó, và quá trình tăng hàm lượng này được gọi là làm giàu urani. Đối với các thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân, hàm lượng Urani-235 sẽ được làm giàu lên khoảng 4-5%. Đối với các nhiệm vụ đặc biệt như dùng trên tàu vũ trụ, hàm lượng tối thiểu sẽ là 20%. Còn riêng đối với sản xuất bom nguyên tử, hàm lượng ít nhất cũng phải đạt 90% trở lên. Đồng vị phổ biến nhất của Urani trong tự nhiên là 238. Đối với phản ứng phân hạch, đồng vị 238 sẽ không trực tiếp tham gia, nhưng bằng nhiều con đường khác nhau, nó vẫn đóng góp phần lớn hiệu năng vào lò phản ứng. Để hiểu rõ hơn về bản chất của hai loại đồng vị này, chúng ta sẽ bắt đầu với quá trình phân hạch xảy ra bên trong một nhà máy điện hạt nhân. Hạt nhân của đồng vị Urani-235 bao gồm 92 proton và 143 neutron. Quá trình phân hạch sẽ xảy ra khi nguyên tử Urani-235 bắt lấy một neutron tự do từ môi trường bên ngoài để tạo thành Urani-236. Sau khi tạo thành, Urani-236 đặc biệt kém bền. Nó ngay lập tức bị tách thành hai nguyên tố nhẹ hơn với ba con đường khác nhau, cộng thêm 2-3 neutron tự do được giải phóng. Con đường thứ nhất tạo ra Berry-144 cộng Krypton-90. Ngoài ra còn có thêm 2 neutron tự do được giải phóng và 200 mega electron volt năng lượng dưới dạng nhiệt. Con đường thứ hai tạo ra Berry-141 cộng Krypton-92 cộng 3 neutron tự do được giải phóng và 170 mega electron volt năng lượng. Con đường thứ ba tạo ra kẽm-94 cộng tellurium-139 cộng 3 neutron tự do được giải phóng và 197 mega electron volt năng lượng. Các nguyên tố được tạo thành sau khi phân hạch, phần lớn đều không ổn định. Nó sẽ tiếp tục phân rã nhiều lần bằng phân rã beta để tạo thành các nguyên tố ổn định hơn như neodymium-144 hay yttrium-89, vân vân. Quá trình phân rã beta thứ cấp này đồng thời cũng sản sinh thêm năng lượng và nhiều loại hạt bức xạ khác nhau. Về phần các hạt neutron tự do sau khi được giải phóng, nó sẽ tiếp tục va chạm với một nguyên tử Urani-235 khác để kích hoạt phản ứng dây chuyền phân hạch. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý. Urani-235 chỉ có thể thu nhận thêm một neutron nếu như hạt neutron đó di chuyển với tốc độ chậm, khoảng 10.000 km/h, gấp 8 lần vận tốc âm thanh. Sau quá trình phân hạch, các neutron tự do được giải phóng đều có tốc độ di chuyển tương đối cao, bằng khoảng 7% tốc độ ánh sáng.
Vì vậy, nếu muốn phản ứng có thể xảy ra theo dây chuyền, chúng ta bắt buộc phải làm các neutron di chuyển chậm lại. Trong trường hợp này, than trì hoặc nước nặng sẽ được dùng để giảm tốc cho các hạt neutron. Nhìn chung, đây là một quá trình diễn ra theo dây chuyền tự phát. Việc cần làm để bắt đầu chính là bắn các hạt neutron vào nguyên liệu phản ứng và sau đó để nguyên cho quá trình phân hạch xảy ra. Khi muốn dừng phản ứng hoặc giảm công suất phân hạch của lò, các thanh kim loại boron sẽ được đưa vào bên trong lò để hấp thụ hạt neutron, làm mất đi nguồn kích hoạt phản ứng. Ngoài ra, boron cũng có thể được hòa trực tiếp vào nước làm mát để hấp thụ neutron với cơ chế tương tự. Như đã nói ở trên, nguyên liệu phân hạch trong lò phản ứng chính là Urani-235, được làm giàu lên khoảng 4-5%. Thành phần còn lại của nguyên liệu chiếm hơn 90% chính là Urani-238. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào quá trình phân hạch, nhưng Urani-238 vẫn có thể hấp thụ một neutron di chuyển nhanh để tạo ra Urani-239. Urani-239 sau đó tiếp tục trải qua quá trình phân rã beta để trở thành Plutoni-239. Và bản chất của Plutoni-239 thì chẳng khác gì Urani-235. Nó sẽ bắt lấy một neutron di chuyển chậm, rồi vỡ thành hai nguyên tử nhẹ hơn, đồng thời giải phóng thêm các neutron tự do cùng rất nhiều năng lượng dưới dạng nhiệt. Như vậy là mặc dù không trực tiếp tham gia vào quá trình phân hạch, nhưng bằng nhiều con đường khác nhau, Urani-238 vẫn đóng góp khoảng 30% năng lượng cho lò phản ứng thông qua sự xuất hiện của Plutoni-239. Tất cả năng lượng của quá trình phân hạch sẽ được dùng để đun nóng tạo ra hơi nước, rồi sau đó làm quay tua bin máy phát điện. Sau khoảng 3-5 năm, các thanh nhiên liệu sẽ dần cạn kiệt Urani-235. Lúc này, nó có thể được tái chế bằng cách làm giàu lại. Tuy nhiên, nếu quá trình tái chế quá tốn kém so với việc sản xuất mới, thì người ta sẽ loại bỏ và thay thế. Sau khi Urani-235 đã bị phân hạch, nó sẽ tạo ra nhiều thành phần nguyên tố nhẹ hơn, có tính phóng xạ cao, với chu kỳ bán rã không đồng nhất. Thông thường sẽ kéo dài từ vài ngày đến vài năm. Vì vậy, sau khi bị loại bỏ, chất thải hạt nhân sẽ được chôn sâu dưới lòng đất hoặc thả xuống biển cách xa khu dân cư. Đó là toàn bộ quá trình phân hạch xảy ra bên trong các nhà máy điện hạt nhân. Vậy, phản ứng phân hạch của bom nguyên tử thì như thế nào? Về cơ bản, bom nguyên tử hay lò phản ứng hạt nhân đều là sự thúc đẩy quá trình phân hạch xảy ra theo dây chuyền. Tuy nhiên, đối với bom nguyên tử thì phản ứng phân hạch dây chuyền này là không thể kiểm soát. Độ tinh khiết của nguyên liệu phân hạch trong bom nguyên tử cũng cao hơn, ít nhất phải đạt 90% trở lên. Nó có thể là Urani-235 hoặc Plutoni-239 đều được. Khác với các nhà máy điện hạt nhân, chuỗi phản ứng luôn được kiểm soát và duy trì ổn định. Đối với bom nguyên tử, quá trình phân hạch phải xảy ra càng nhanh càng tốt, càng nhiều nguyên tử phân hạch cùng lúc càng tốt. Để đạt được những điều kiện này, phần nguyên liệu phân hạch phải càng tinh khiết càng tốt, áp suất được nén càng chặt càng tốt. Để tăng tối đa áp suất, người ta sẽ đặt vào giữa nguyên liệu nén một quả bom nhỏ hơn, tức là sẽ dùng một quả bom để kích hoạt một quả bom phân hạch. Ngoài ra, lớp vỏ quả bom sẽ được bọc bởi berioxid. Nguyên tố này có tác dụng làm bật lại các neutron nếu không may chúng thoát ra ngoài. Mỗi 1 kg Urani-235 sau khi phân hạch hoàn toàn sẽ giải phóng năng lượng tương đương với khoảng 17.000 tấn thuốc nổ TNT phát nổ cùng lúc. Đồng thời năng lượng dưới dạng nhiệt sẽ được giải phóng tạo ra một quả cầu lửa với mức nhiệt lên tới hàng chục triệu độ, nóng gấp nhiều lần lõi của mặt trời. Bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi quả cầu lửa đó đều có thể hóa hơi ngay lập tức. Các dòng đối lưu do vụ nổ tạo ra sẽ hút vật chất từ mặt đất lên phía trên tạo thành một đám mây hình nấm. Vụ nổ ngay lập tức tạo ra một luồng xung kích gây sốc, có thể phá hủy mọi công trình trong bán kính hàng chục km. Một lượng lớn hạt neutron và tia gamma sẽ được giải phóng cùng lúc. Các vật chất bị hóa hơi trong quả cầu lửa sẽ ngưng tụ thành các hạt mịn, chứa đầy các nguyên tố phóng xạ. Nó có thể tồn tại trong khí quyển vài tuần sau đó. Những ai hít chúng có thể bị tử vong hoặc gây ung thư. Quả bom nguyên tử Little Boy được thả xuống Hiroshima năm 1945, có chứa 64 kg Urani-235 nồng độ cao. Khi phát nổ, chỉ có khoảng gần 1 kg thực sự tham gia vào phản ứng phân hạch. Nó gây ra sức công phá 16 kiloton, tương đương 16.000 tấn thuốc nổ TNT. Sau khi phát nổ, 11,4 km2 xung quanh ngay lập tức bị san phẳng. Khoảng 45.000 người thiệt mạng ngay lập tức và 30.000 người khác không qua khỏi 4 tháng sau đó. 70-90% công trình kiến trúc của thành phố bị phá hủy hoặc hư hại. Quả bom thứ hai thả xuống Nagasaki chứa hơn 6 kg Plutoni-239.
Sức không phá tương đương 21.000 tấn TNT, cướp đi sinh mạng của 22.000 người ngay lập tức và hơn 17.000 người 4 tháng sau đó. Hơn 40% công trình kiến trúc của thành phố bị phá hủy. Có thể khẳng định, không có bất cứ phát minh nào của con người lại có thể xóa sổ chính con người nhanh như vũ khí nguyên tử. Và điểm mấu chốt chính là sức mạnh tiềm ẩn bên trong uranium. Uranium giống như một món quà mà vũ trụ đã ban tặng cho chúng ta. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phải là món quà miễn phí. Quà giá trị càng cao, thì cái giá đổi lấy nó lại càng đắt. Xin chào tất cả các bạn. Có thể nói, một trong những khám phá vĩ đại nhất của lịch sử khoa học đó là có một ngày không có ngày hôm qua. Tức là nếu tua ngược lại lịch sử của vũ trụ, sẽ đến một ngày mà nó được sinh ra. Ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy, ai cũng có một ngày không có ngày hôm qua. Kể từ giây phút khởi tạo, vũ trụ đã trải qua một hành trình dài, rất dài, để trở nên to lớn và vĩ đại. Thế nhưng đồng nghĩa với điều đó, mọi bằng chứng về sự ra đời của vũ trụ cũng gần như bị tan biến vào hư vô. Ngày nay, khoa học tìm hiểu mọi thứ về vũ trụ, từ thuyết tương đối rộng đến động lực học entropy và cả cơ học lượng tử. Các quan sát cũng được thực hiện với mọi bước sóng của phổ điện tử. Tất cả chỉ để trả lời cho câu hỏi, vũ trụ đã được bắt đầu như thế nào? Nếu vụ nổ lớn không phải khởi đầu, thì điều gì đã xảy ra vào cái ngày mà vũ trụ không có ngày hôm qua? Vũ trụ đã được sinh ra, và nó cũng không tồn tại mãi. Dù bạn nhìn theo góc độ nào đi nữa, những ý tưởng về sự khởi đầu vẫn luôn mang đến nhiều tranh cãi và cả những sự nghi ngờ. Trong những thập kỷ gần đây, người ta vẫn luôn cho rằng vũ trụ được bắt đầu từ vụ nổ lớn. Nó diễn ra một cách rất chóng vánh, với chỉ khoảng một đơn vị thời gian, Planck time. Sau đó không đầy một giây, sự lạm phát bắt đầu thổi bùng thể tích vũ trụ lên hàng triệu năm ánh sáng. Tất cả những điều này xảy ra nhanh đến mức phi thực tế, và nếu bạn có mặt tại thời khắc đó, chắc chắn bạn cũng chẳng thể nào biết được chuyện quái gì vừa diễn ra trước mắt mình. Có thể thấy, đối với vũ trụ, thời gian là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Cứ mỗi prime time trôi qua, vũ trụ lại biến đổi không ngừng. Và nếu có ai đó muốn quay phim lại khoảnh khắc vũ trụ ra đời, họ bắt buộc phải có một chiếc camera có thể ghi hình với tốc độ Planck, tức là khoảng 5 tỷ 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 không hình trên giây. Ứng với mỗi Planck time bằng 5,39 nhân 10 mũ trừ 44 giây. Cho đến hiện tại, đơn vị thời gian Planck cũng là giới hạn nhỏ nhất mà khoa học có thể tính toán. Tuy nhiên, có thực sự là vũ trụ đã được bắt đầu như vậy hay không? Với sự hỗ trợ của các công nghệ quan sát mạnh mẽ nhất, chúng ta biết vũ trụ hiện đang đồng nhất một cách trơn tru. Cụ thể là nhiệt độ và mật độ phân bố các thiên hà giống nhau ở mọi nơi. Vậy, điều này có liên quan gì tới sự ra đời của vũ trụ hay không? Câu trả lời rõ ràng là có. Có một điều mà ai cũng biết, cuộc sống của chúng ta luôn bị chi phối bởi quy luật nhân quả. Tức là sự kiện diễn ra trước sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự kiện diễn ra sau. Cũng dựa vào quy luật này mà chúng ta có thể đưa ra những dự đoán về tương lai. Thế nhưng sự mở rộng quá nhanh của vũ trụ đang làm cho quy luật nhân quả trở nên lỗi thời. Với đường kính vũ trụ khả kiến hiện tại khoảng hơn 93 tỷ năm ánh sáng, cộng thêm tốc độ giãn nở, rất nhiều vùng không gian sẽ bị chia cách với nhau vĩnh viễn. Chúng sẽ không thể liên hệ với nhau, cho dù chúng di chuyển với vận tốc ánh sáng. Ví dụ, nếu lúc này có một ngôi sao hình thành ở rìa vũ trụ, cách trái đất 46 tỷ năm ánh sáng, tức là ánh sáng mà nó phát ra phải mất đến 46 tỷ năm mới có thể chuyển tới trái đất. Tuy nhiên, vũ trụ luôn giãn nở. Sau 46 tỷ năm nữa, khoảng cách giữa chúng ta và ngôi sao có thể đã lên tới hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Như vậy, rõ ràng tia sáng kia sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bay tới trái đất. Và đối với chúng ta, ngôi sao đó cũng chưa hề tồn tại. Cho dù nó có nổ tung hay biến thành một hố đen siêu khổng lồ, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Và trong trường hợp này, quy luật nhân quả cũng trở nên vô nghĩa. Ngoài việc làm suy yếu quy luật nhân quả, sự mở rộng quá nhanh của không gian cũng đem đến một câu hỏi. Nếu các vùng của vũ trụ bị chia cắt,
không có bất kỳ cách nào để liên hệ với nhau. Vậy, tại sao nhiệt độ và mật độ của vũ trụ lại đồng nhất như vậy? Nhiệt độ đã truyền qua lại giữa các vùng như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là trong quá khứ, vũ trụ nhỏ bé hơn rất nhiều. Nếu quay lại đủ lâu, chúng ta sẽ thấy các vùng của vũ trụ không hề bị chia cắt. Nó đồng nhất và có chung một sự khởi đầu. Theo các nhà vũ trụ học, môi trường lạm phát có khởi đầu ở mức năng lượng siêu cao. Nó tích tụ một áp lực rất lớn, sau đó thúc đẩy vũ trụ bùng nổ và mở rộng không ngừng. Tuy nhiên, thứ năng lượng này lại không chứa vật chất. Về cơ bản, nó là một trường năng lượng lượng tử, hoạt động với cơ chế không thể đoán trước. Do đó, ở một số vị trí ngẫu nhiên, môi trường lạm phát sẽ bất ngờ phân rã trở thành các vũ trụ. Trong mô hình lạm phát này, các vũ trụ là hệ quả của sự phân rã ngẫu nhiên, và mỗi một bong bóng sẽ đại diện cho một vũ trụ riêng biệt. Phần năng lượng sau khi phân rã sẽ nhanh chóng nguội đi và hình thành nên vật chất. Đối với chúng ta ngày nay, mỗi một sự phân rã như vậy được ví như một vụ nổ lớn. Điều này cũng có nghĩa, vũ trụ không phải là duy nhất, và bao bọc bên ngoài vũ trụ chính là môi trường lạm phát. Nhiều nhà vật lý vẫn luôn đau đầu với câu hỏi, sau khi lạm phát bắt đầu, nó sẽ kết thúc như thế nào? Thế nhưng với mô hình này, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý hơn, bởi vì lạm phát sẽ phát triển mãi mãi mà không cần kết thúc. Như chúng ta thấy, mỗi khi có một vũ trụ được sinh ra, tại nơi đó, môi trường lạm phát bị phân rã và trở thành không gian vũ trụ. Vấn đề là số lượng vũ trụ hình thành không đủ nhanh và cũng không đủ nhiều để thu hẹp môi trường lạm phát. Vì vậy, lạm phát có cơ hội tiếp diễn đến vô tận, và các vũ trụ hình thành cũng ngày một nhiều hơn. Thế nhưng đến đây lại có một câu hỏi, lạm phát đã bắt đầu như thế nào? Hai nhà vật lý James Hartle và Stephen Hawking cho rằng, lạm phát xảy ra một cách tự nhiên, từ một vùng không gian không có ranh giới cố định. Một số nhà vật lý khác lại cho rằng, lạm phát thực ra không có nguồn gốc. Bản thân lạm phát đã tồn tại và nó sẽ luôn tồn tại, giống như một tấm nền vô hạn, không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Trong đó, mỗi một vụ bùng nổ lại tạo ra một vũ trụ, và nó sẽ luôn diễn ra như vậy. Có thể khẳng định, chúng ta thực sự không biết điều gì đã khởi đầu cho sự lạm phát. Bản thân lạm phát cũng là sự kiện chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Nếu nó thực sự xảy ra, thì chắc chắn đa vũ trụ là một hệ quả tất yếu. Và dù có muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng vũ trụ này không phải là duy nhất. Về cơ bản, lạm phát là một trường lượng tử vô hướng, nó đồng nhất và có thể không bao giờ dừng lại. Bên ngoài môi trường lạm phát, thời gian có thể cũng không tồn tại. Thời gian chỉ được bắt đầu khi có một vũ trụ nào đó hình thành. Các nhà khoa học đang thu thập mọi bằng chứng để chứng minh cho sự tồn tại của quá trình lạm phát. Và ngay kể cả khi các bằng chứng không được tìm thấy, quá trình lạm phát có thể vẫn từng xảy ra. Bởi vì lạm phát không chỉ đơn thuần là một lý thuyết, nó là một logic vật lý, mô tả rất mượt mà về sự khởi đầu của vũ trụ, sự giãn nở, sự đồng nhất và cả sự vô hạn của không gian. Việc chúng ta cố gắng tìm hiểu về khởi đầu của vũ trụ cũng giống như việc cố gắng đi đến điểm tận cùng của thời gian. Nó có thể phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Mỗi một người trên trái đất, ai cũng có một ngày không có ngày hôm qua. Vũ trụ cũng có một ngày không có ngày hôm qua. Và liệu ai có thể nhớ được ngày đầu tiên trong cuộc đời mình đã xảy ra điều gì? So với vũ trụ, con người thực sự vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, nếu vũ trụ chỉ là một thành viên trong môi trường lạm phát đảo vũ trụ, thì sự nhỏ bé của chúng ta lại càng trở nên sâu sắc hơn nữa. Bởi vì chính bản thân vũ trụ có thể cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ trong một biển mênh mông chứa vô vàn các vũ trụ. Khi đó, sự tồn tại của trái đất và con người có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Tất cả có thể chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi. Vào mùa xuân năm 1900, thuyền trưởng Dimitrios Kontos cùng những thợ lặn trên thuyền đánh cá của ông đã vô tình phát hiện xác một con tàu đắm gần hòn đảo Antikythera. Đó là một con tàu chở hàng từ thời La Mã cổ đại.
Ngay lập tức, ông nhận ra đây là một kho báu khổng lồ và yêu cầu mọi người phải giữ bí mật. Vài tháng sau đó, họ quay trở lại và trục vớt được nhiều đồ vật quý giá. Nhưng lúc này, câu chuyện về con tàu đắm cũng đã truyền tới tai Hải quân Hy Lạp. Rất nhanh chóng, các con tàu lớn của hạm đội hải quân đã được điều đến. Một cuộc trục vớt quy mô lớn đã được tiến hành, kéo dài đến đầu năm 1901 mới kết thúc. Rất nhiều đồ đạc quý giá được phát hiện như những bức tượng bằng đồng, đồ mỹ nghệ, đồ gốm, đồ thủy tinh, đồ trang sức hay tiền xu, vân vân. Sau đó, tất cả đồ đạc đều được chuyển tới Viện Bảo tàng Quốc gia Athens để trưng bày và phân tích. Đến năm 1902, trong khi đang xem xét và lắp ráp những mảnh vỡ với nhau, nhà khảo cổ Valerios Stein đã tìm thấy những chiếc bánh răng bằng đồng bị hoen rỉ. Ông nhận ra đây là một món đồ quá tinh xảo và phức tạp, vượt xa kỹ thuật chế tác thời kỳ bấy giờ, khoảng 2.000 năm trước. Nhiều học giả cho rằng đây có thể là một loại tiền cổ, nhưng cũng có người cho rằng nó là một chiếc đồng hồ thiên văn. Đến năm 1971, người ta bắt đầu dùng máy quét tia X và tia gamma để nghiên cứu lại món đồ này. Kết quả cho thấy, nó có niên đại vào khoảng năm 80 trước công nguyên và đã bị vỡ thành 82 mảnh khác nhau. Người ta cũng chắc chắn rằng đây là một chiếc đồng hồ thiên văn, dùng để tính toán chu kỳ của các hành tinh, chu kỳ nhật thực, nguyệt thực và cả chu kỳ để tổ chức Thế vận hội Olympic. Cho đến tận ngày hôm nay, sau hơn một thế kỷ được tìm thấy, các nhà khoa học mới chỉ giải mã được phần nào bí ẩn của cỗ máy này. Họ cũng không biết tại sao, trong thời kỳ đó, người ta lại có thể chế tạo ra một món đồ phức tạp đến như vậy. Kể từ khi được phát hiện, cơ chế Antikythera đã trở thành niềm say mê của không ít học giả và nhà khoa học. Nó cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự thịnh vượng của các nền văn minh thời cổ đại, thời kỳ mà khoa học, triết học và cả thiên văn học đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có đến 2/3 cỗ máy đã bị thất lạc hoặc bị oxy hóa hoàn toàn dưới đáy biển. Những gì còn sót lại chỉ bao gồm 30 bánh răng bằng đồng lớn nhỏ cùng 27 mảnh vỡ khác nhau. Một số được khắc chữ và ký tự rất tinh xảo, nhưng phần lớn đều không thể đọc được do đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Năm 2005, một máy X-quang tia X nặng 8 tấn đã được đưa vào tầng hầm của Viện Bảo tàng Khoa học Athens để thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn. Kết quả điều tra đã giải mã phần nào về cấu trúc phía mặt sau của cỗ máy. Nó giống như một màn hình mô tả vũ trụ với các hành tinh chuyển động theo vòng tròn. Cùng với đó là một cơ chế hoạt động rất phức tạp của các bánh răng, biểu thị cho chu kỳ mặt trăng, mặt trời, chu kỳ nhật thực, nguyệt thực hay chu kỳ của các hành tinh và cả chu kỳ tổ chức Thế vận hội. Vào năm 2012 và năm 2015, người ta đã tổ chức hai cuộc tìm kiếm xung quanh khu vực con tàu đắm được phát hiện năm 1900, với hy vọng sẽ khám phá ra thêm các mảnh vỡ còn thiếu sót. Tuy nhiên, kết quả thu được lại chẳng khả quan như mong đợi. Dựa theo những gì còn sót lại, các nhà khoa học tại Đại học College London đã cố gắng phục dựng mô hình 3D hóa và giải mã cách hoạt động của cỗ máy. Sau khi hoàn thành, nó được xem là mô hình đầu tiên ăn khớp với mọi bằng chứng vật lý thu thập được. Cỗ máy đã mô tả một vũ trụ đầy thanh lịch của người Hy Lạp, trong đó chuyển động của mặt trời, mặt trăng cũng như một số hành tinh đã ăn khớp và chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc. Đặc biệt, phía mặt trước của cỗ máy, các nhà khoa học còn tìm thấy hai dãy số là 462 và 442. Hai con số này lần lượt thể hiện chính xác chu kỳ của sao Kim và sao Thổ, còn chu kỳ của các hành tinh khác thì đã bị mất gần hết. Muốn giải mã cỗ máy, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật tính toán chu kỳ của sao Kim và sao Thổ, từ đó bắt đầu suy luận ra chu kỳ của các hành tinh còn lại. Và điều này sẽ liên quan mật thiết đến việc chế tạo các bánh răng bị thất lạc. Quay trở lại lịch sử, việc tính toán chu kỳ của các hành tinh có lẽ đã được bắt nguồn từ người Babylon cổ đại. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, người Babylon đã bắt đầu khám phá những gì được gọi là mối quan hệ chu kỳ của các hành tinh, bằng cách quan sát và ghi chép lại chuyển động của các thiên thể trong nhiều năm và nhiều thế hệ. Họ đã tính toán tương đối chính xác về chu kỳ của các thiên thể thiên văn trên bầu trời. Những kiến thức này ngày một phát triển theo thời gian. Đến thời kỳ Hy Lạp, các tính toán đã có độ chính xác gần như hoàn thiện. Đỉnh cao hơn nữa
là họ có thể mô hình hóa chuyển động của các thiên thể thành một cỗ máy cơ học, với mỗi hành tinh tương ứng với một hệ thống bánh răng riêng biệt, và tất cả đều ăn khớp với nhau, trơn tru đến không tưởng. Có thể nói, cơ chế Antikythera là một sự kết hợp hoàn hảo của những bộ phận tinh xảo và được căn đo vô cùng chuẩn mực. Mọi chi tiết vừa phải chuẩn xác về đường kính, vừa phải chuẩn xác về số lượng bánh răng có trên từng đĩa. Ứng với mỗi hành tinh khác nhau, kích thước và số lượng bánh răng cũng khác nhau. Ví dụ, phần đĩa sao Kim có 63 bánh răng, còn sao Thủy thì có 51 bánh răng, vân vân. Tất nhiên, như chúng ta đã thấy, cỗ máy này là bức tranh vũ trụ hiển thị trong con mắt của người Hy Lạp cổ. Tức là vào thời kỳ này, trái đất vẫn là trung tâm của hệ mặt trời, đồng nghĩa với việc đôi khi các hành tinh sẽ chuyển động ngược trên quỹ đạo. Vì vậy, chu kỳ hành tinh cũng có đôi chút không khớp với số liệu ngày nay. Tuy nhiên, nó lại rất đúng nếu đặt trái đất vào trung tâm. Toàn bộ cỗ máy có thể để vừa trong một chiếc hộp chỉ cao 30cm, được vận hành bằng cách xoay một tay cầm phía bên cạnh. Và ai cũng hiểu, món đồ càng nhỏ, càng nhiều chi tiết, càng tinh xảo thì lại càng khó để chế tạo. Khi quan sát mô hình 3D này, chắc hẳn không ai có thể tin được nó đã được tạo ra từ 2.000 năm trước, thậm chí còn lâu hơn thế. Cho đến hiện tại, cơ chế Antikythera được cho là một trong những món đồ sở hữu công nghệ kỹ thuật cao nhất từng được phục hồi trong thế giới cổ đại. Thậm chí, việc tạo ra nó vào thời điểm này cũng khó khăn đến không tưởng, nhất là phải chế tạo hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Và chẳng ai có thể dám chắc từng đó bánh răng và chi tiết có thể hoạt động trơn tru ăn khớp với nhau mà không bị lỗi. Xét về mặt tổng thể, mô hình 3D này có thể vẫn chưa phải là bản phác thảo hoàn thiện và chuẩn xác nhất về cơ chế Antikythera, bởi vì có quá nhiều phần của cỗ máy đã bị thất lạc. Trong nhiều năm liên tục, các nhà khoa học đã cố gắng sử dụng những thành phần rời rạc ít ỏi để suy ra mục đích sử dụng của nó, và quả thực, đây là một thử thách không dễ vượt qua. Tuy nhiên, điều đặc biệt của cỗ máy không chỉ đến từ mục đích sử dụng, mà còn đến từ chất lượng, độ phức tạp, cũng như sự chính xác đến mức khó tin của từng chi tiết. Lẽ ra nó không thể tồn tại trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Mặt khác, nếu cỗ máy này thực sự là sản phẩm của con người hơn 2.000 năm trước, thì tại sao họ không áp dụng những công nghệ tương tự để tạo ra những vật dụng tiên tiến khác, rồi từng bước đưa nền văn minh của họ tiến tới công nghiệp hóa? Liệu còn bao nhiêu bí mật về thời cổ đại mà chúng ta chưa tìm ra? Rõ ràng, không phải tự dưng mà một cục đồng 2.000 năm tuổi bị hoen dỉ lại khiến các nhà khoa học bối rối đến hơn một thế kỷ. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ chế Antikythera được cho là chiếc máy tính thiên văn cổ đại đầu tiên trên thế giới, và kỷ lục này sẽ không thể bị phá vỡ, ít nhất là cho đến khi chúng ta tìm ra một cỗ máy nào đó có tuổi thọ còn lâu hơn thế. Xin chào tất cả các bạn. Trong vành đai tiểu hành tinh, nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc, có một thế giới nhỏ bằng kim loại, lớn gấp 25 lần đỉnh Everest. Đây có thể là lõi một hành tinh đã bị đập nát trong quá khứ, tên là Ion. NASA đang chuẩn bị gửi một tàu thăm dò tới đó để tìm hiểu. Tuy nhiên, câu trả lời có thể gây ra nhiều vấn đề lớn hơn, thậm chí sẽ thay đổi mọi hiểu biết của chúng ta về hệ mặt trời. Psyche hay Psyche 16 là một tiểu hành tinh có cấu tạo bằng kim loại, được nhà thiên văn người Ý Enibel de Gasperis phát hiện vào năm 1852. Nó là một trong những thiên thể khổng lồ nhất nằm trong vành đai tiểu hành tinh, với khối lượng ước tính bằng 1% toàn bộ các vật thể trong vành đai tiểu hành tinh cộng lại. Tuy nhiên, điều đặc biệt của nó không đến từ khối lượng, mà chính là thành phần cấu tạo. Các nhà thiên văn học cho biết, họ chưa từng thấy một thiên thể nào như vậy từ trước đến nay. Rất có thể, tiểu hành tinh này đang nắm giữ một bí mật to lớn trong buổi bình minh của hệ mặt trời. Psyche có đường kính khoảng 226 km,
hình dáng giống như một củ khoai tây. Thời gian hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh mặt trời bằng 4,99 năm trái đất, tương đương 1823 ngày. Khoảng cách tới mặt trời dao động từ 378 đến 497 triệu km, xa hơn trái đất 3 lần. Khối lượng bằng 2,41 nhân 10 mũ 19 kg, bằng khoảng 0,03% khối lượng mặt trăng. Mật độ trung bình dao động từ 3,7 đến 4,2 gram trên 1 cm khối, ứng với các số liệu đo đạc khác nhau. Phép đo mới nhất vào năm 2019 cho ra kết quả là khoảng 3,9 gram trên 1 cm khối. Trọng lực bề mặt bằng khoảng 1,44% so với trọng lực trên trái đất. Tức là nếu bạn nặng 70kg trên trái đất, thì khi đứng trên Psyche, bạn chỉ nặng 1kg mà thôi. Từ những thông số cơ bản về khối lượng và mật độ, cộng thêm việc phân tích quang phổ ánh sáng, các nhà khoa học gần như chắc chắn thiên thể này được cấu tạo từ kim loại, với thành phần chủ yếu là sắt và niken. Thông thường, một tiểu hành tinh sẽ có thành phần chủ yếu là băng đá, silicat cùng với nhiều thành phần pha tạp khác. Đôi khi có những tiểu hành tinh chứa đến 50% kim loại. Tuy nhiên, Psyche lại đặc biệt hơn. Nó chứa đến hơn 90% kim loại, phân bố tại phần trung tâm. Bao bọc bên ngoài là một lớp silicat và đá cứng. Cấu tạo này dường như chỉ xuất hiện trong lõi của các hành tinh như trái đất hoặc sao hỏa. Theo đó, trong giai đoạn hình thành hành tinh, các thành phần vật liệu bị nóng chảy và bắt đầu lắng xuống do trọng lực. Loại vật liệu nặng như sắt và niken bị chìm vào lõi, còn những thứ nhẹ hơn như silicat hay đất đá thì nổi lên bề mặt. Đó là một cơ chế hết sức bình thường xảy ra trong giai đoạn tiền hành tinh. Nhưng đối với các tiểu hành tinh nhỏ bé thì nó lại là điều bất bình thường. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng Psyche rất có thể là lõi của một hành tinh non trẻ, không may đã bị đập nát từ rất sớm trong thời kỳ oanh tạc của hệ mặt trời. Những thông số từ bộ lọc quang phổ cũng cho thấy Psyche có nhiều nét tương đồng với sao Thủy. Chúng đều có lõi to bất thường so với tổng thể kích thước. Và đây sẽ là nhiệm vụ chính mà tàu vũ trụ của NASA cần điều tra trong sứ mệnh sắp tới. Kết quả cuối cùng sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ nét hơn về lịch sử của các hành tinh. Liệu Psyche có phải là lõi của một hành tinh đã bị vụn vỡ hay không? Và điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình hình thành của hành tinh khác, giống như trái đất hay sao hỏa hay không? Theo số liệu thống kê, trong hệ mặt trời đang tồn tại từ 50 đến 60 tiểu hành tinh, có cấu tạo lõi kim loại với lớp phủ silicat, trộn lẫn sắt và magie bao bọc phía ngoài. Qua phân tích sơ bộ, chúng đều là những vật thể riêng biệt, không có liên quan tới nhau. Nếu như những giả thuyết phía trên là đúng sự thật, thì chúng ta sẽ có từ 50 đến 60 hành tinh bị đập nát trong buổi bình minh của hệ mặt trời. Và đây thực sự là một kết quả gây sốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đa số những mảnh vỡ đó sẽ rơi xuống trái đất cũng như những hành tinh khác, mang theo lượng lớn kim loại cùng nhiều nguyên tố nặng. Những thứ đã góp phần hình thành nên các quặng kim loại mà ngày nay chúng ta đang khai thác. Ngoài ra, những mảnh vỡ đó cũng có thể mang theo mầm mống của sự sống, giúp hình thành nên chúng ta ngày nay. Có một điều gần như chắc chắn là phần lớn các tiểu hành tinh trong hệ mặt trời đều là các thiên thể nguyên thủy chưa bị phân hóa. Chúng có tuổi thọ khá tương đồng với tuổi của các hành tinh. Do đó, một cuộc điều tra kỹ lưỡng về thành phần hóa học có thể sẽ làm sáng tỏ nhiều bí mật. Liệu những mảnh vỡ nguyên thủy có rơi xuống trái đất hay không? Liệu những thành phần đó có đóng góp gì vào quá trình hình thành sự sống hay không? Nhiệm vụ Psyche sẽ là nhiệm vụ đầu tiên điều tra một thế giới bằng kim loại, chứ không phải bằng băng đá. Dự kiến, tàu vũ trụ sẽ được phóng vào tháng 8 năm 2022 và đến mục tiêu vào năm 2026. Nó sẽ mang theo những thiết bị khoa học như máy ảnh đa góc, quang phổ kế tia gamma và neutron, từ kế, dụng cụ đo trọng lực. Và đặc biệt, đây là tàu vũ trụ đầu tiên thử nghiệm công nghệ liên lạc mới thông qua tia laser, chứ không phải sóng vô tuyến như trước kia. Theo các kỹ sư của NASA, thì công nghệ liên lạc bằng ánh sáng sẽ giúp truyền tải được nhiều dữ liệu hơn so với công nghệ sóng vô tuyến. Mục tiêu khoa học của nhiệm vụ là điều tra xem Psyche có phải lõi của một hành tinh đã bị đập nát hay không. Tuổi thọ tương đối của nó là bao nhiêu? Nó được hình thành trong điều kiện oxy hóa nhiều hay ít, vân vân. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học nghiên cứu cận cảnh về lõi của một hành tinh lộ thiên, xem nó đã hình thành và cấu tạo như thế nào, thứ mà các nhà khoa học không thể nhìn thấy trực tiếp trong lõi của trái đất hay sao hỏa. Ngoài những nhiệm vụ khoa học kể trên,
chúng ta cũng không thể bỏ qua một sự thật là Psyche có giá trị rất cao về kinh tế. Chỉ tính riêng trữ lượng sắt và Niken đã có giá lên tới 10.000 tỷ đô la, nhiều hơn tổng giá trị nền kinh tế toàn cầu. Đấy là còn chưa kể tới những kim loại quý như vàng, bạch kim hay kim cương, vân vân. Một số phân tích gần đây của Đại học Arizona cho thấy Psyche có thể chứa kim loại hơn mong đợi, chỉ với 82%. Nhưng cho dù thành phần cấu tạo của nó không đặc như mong đợi, không nhiều kim loại như mong đợi, thì nó vẫn là một thiên thể đại diện cho sự giàu có. Tất nhiên, về mặt thực tế, chúng ta không thể định giá cho một thiên thể cách trái đất xa hàng triệu km. Sẽ còn rất nhiều thử thách về công nghệ cần phải vượt qua nếu con người muốn khai thác được tiểu hành tinh này. Theo dự đoán của mình, có thể phải sang thế kỷ thứ 22 thì nhân loại mới đủ khả năng khai thác khoáng sản ngoài không gian. Và khi đó, mọi thứ sau khi khai thác sẽ được đem về sao Hỏa, chứ không phải là trái đất. Cuộc điều tra về Psyche có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về lịch sử của hệ mặt trời. Một lịch sử đầy sôi động và hỗn loạn, với rất nhiều các cuộc hợp tan xảy ra vô cùng chóng vánh. Trong đó, có không ít hành tinh đã tan rã hoàn toàn, một số thì chỉ còn sót lại phần lõi. Chỉ có những thiên thể bản lĩnh nhất, mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng vẫn còn một số kẻ giấu mặt đang lẩn quất đâu đó phía ngoài rìa của hệ mặt trời, nơi có quá ít ánh sáng để chúng ta có thể nhìn thấy. Hơn bao giờ hết, việc khám phá về lịch sử của hệ mặt trời chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó không chỉ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết về quá trình hình thành hệ hành tinh, mà đôi khi nó còn gợi ý cho chúng ta về khởi nguồn của sự sống. Bởi lẽ, hành tinh trái đất có thể không chỉ đơn thuần là một thiên thể được bồi tụ từ vật chất tiền sao. Mặt khác, khả năng cao, nó chính là một thiên thể được chắp vá từ nhiều nguồn khác nhau. Và biết đâu được, một trong những mảnh ghép đó đã vô tình mang theo cả sự sống. Câu hỏi đầu tiên là của bạn EDDA và bạn Sơn Vũ. AD có thể giải thích kỹ hơn về việc vũ trụ phẳng được không? Về chủ đề vũ trụ phẳng, mình đã làm riêng một video và nói khá chi tiết. Nhưng trong video đó, có một câu mình đã ví von là vũ trụ phẳng như một tờ giấy. Có thể, câu nói này đã làm cho nhiều bạn cảm thấy bối rối. Dĩ nhiên, chúng ta đang sống trong không thời gian 4 chiều và nó không phải là một mặt phẳng 2D để có thể phẳng như một tờ giấy. Vậy, về mặt hình học thì vũ trụ phẳng như thế nào? Hãy tưởng tượng toàn bộ không gian vũ trụ giống như một chiếc hộp lập phương. Bên trong chiếc hộp đó, không gian lại được phân ra thành nhiều hình khối lập phương hơn nữa. Tức là dù chiếc hộp lập phương có kích thước bao nhiêu đi nữa, thì nó vẫn là một hình khối có các cạnh bên ngoài hoàn toàn phẳng. Ngoài ra, nếu bạn có hai đường thẳng song song, thì nó sẽ song song mãi mãi, kể cả khi bạn kéo đường thẳng đó ra bao xa đi nữa. Và để hiểu kỹ hơn, các bạn có thể tìm và xem lại video Vũ trụ phẳng nhưng tại sao? Câu hỏi kế tiếp là của bạn Hiếu Nguyễn Ngọc. Câu hỏi của bạn khá dài, mình sẽ tóm tắt lại như sau. Vũ trụ khả kiến rộng 93 tỷ năm ánh sáng. Khi nhìn từ trái đất ra mọi hướng, khoảng cách xa nhất sẽ là hơn 46 tỷ năm ánh sáng. Vậy có phải trái đất là trung tâm của vũ trụ không? Nếu trái đất không phải trung tâm của vũ trụ, thì có phải vũ trụ thực tế sẽ rộng hơn 93 tỷ năm ánh sáng hay không? Đây là một câu hỏi không mới, nhưng vẫn là thắc mắc của khá nhiều người. Trước tiên, vũ trụ khả kiến chính là phần thể tích không gian mà chúng ta có thể quan sát ra mọi hướng, tính từ vị trí trái đất. Theo đó, vật thể xa xôi nhất mà kính viễn vọng có thể quan sát là thiên hà GN-Z11. Đang cách trái đất hơn 13,4 tỷ năm ánh sáng, tức là nó đã hình thành vào khoảng 400 triệu năm sau vụ nổ lớn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, thứ chúng ta quan sát được không phải là thời điểm hiện tại, mà chỉ là quá khứ của nó. Để biết vào thời điểm hiện tại, thiên hà đó cách trái đất bao xa, người ta sẽ phải dựa vào hệ số dịch chuyển đỏ. Theo Wikipedia, thì hệ số dịch chuyển đỏ của thiên hà này có giá trị là Z bằng 11,09, ứng với các khoảng cách lần lượt trong bảng thống kê sau đây. Như vậy, với tham số dịch chuyển đỏ Z bằng 11,09 thì khoảng cách tương ứng
sẽ rơi vào khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Với công thức tính Z bằng bước sóng quan sát được trừ đi bước sóng nghỉ, sau đó chia cho bước sóng nghỉ. Bước sóng có ký hiệu là lambda. Trong đó, bước sóng nghỉ là bước sóng bình thường của một vật không di chuyển. Riêng đối với bức xạ phong vi sóng, hệ số dịch chuyển đó của nó có giá trị Z bằng 1089, xấp xỉ 1100, hình thành sau vụ nổ lớn khoảng 379.000 năm, ứng với khoảng cách thời điểm hiện tại là trên 46 tỷ năm ánh sáng. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần hết sức lưu ý như sau. Bức xạ phong vi sóng là một lớp các hạt bức xạ có bản chất là các photon, được lấp đầy toàn bộ không gian vũ trụ, tức là chúng ta đang tồn tại bên trong lớp photon đó, với mật độ năng lượng rơi vào khoảng 0,260 electronvolt trên 1 cm3. Với từng đó năng lượng, nó có thể tạo ra 411 photon trên 1 cm3 dưới dạng vi sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Tất nhiên, với khoảng cách xa hơn 46 tỷ năm ánh sáng nhìn ra mọi hướng, thì đường kính vũ trụ khả kiến sẽ là khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc Trái Đất chính là trung tâm của vũ trụ khả kiến. Mặc dù vậy, Trái Đất lại không phải trung tâm của vũ trụ thực tế. Với cơ chế giãn nở ra mọi hướng của vũ trụ, thì cho dù đứng ở bất cứ vị trí nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ, bởi vì mọi thiên hà đang rời đi theo mọi hướng. Bây giờ hãy quay lại với khái niệm vũ trụ khả kiến. Đây đơn thuần chỉ là vùng không gian xa nhất chúng ta có thể quan sát bằng các phương tiện khoa học. Nó hoàn toàn không phải là toàn bộ vũ trụ. Hãy nhớ rằng, bức xạ phong vi sóng có tuổi thọ khoảng 379.000 năm sau vụ nổ lớn. Quãng thời gian trước đó, bao gồm cả quá trình lạm phát, là lúc vũ trụ giãn nở nhanh gấp hàng trăm lần vận tốc ánh sáng. Do đó, chúng ta thực sự không tưởng tượng nổi kích thước thực tế của vũ trụ tính từ thời điểm Big Bang là bao nhiêu. Nó có thể gấp rất rất nhiều lần so với vũ trụ khả kiến hiện tại. Vậy, nếu trong tương lai chúng ta có thể tạo ra những thế hệ kính viễn vọng mạnh hơn và mạnh mẽ hơn nữa, thì có thể quan sát được toàn bộ vũ trụ từ thời điểm Big Bang hay không? Câu trả lời là có thể nhưng cũng không chắc. Theo các nhà thiên văn học, có một loại bức xạ xuất hiện rất sớm, chỉ một giây sau vụ nổ lớn, đó là bức xạ neutrino. Đây được cho là nền bức xạ cổ xưa hơn cả bức xạ phong vi sóng. Tuy nhiên, bức xạ này lại có năng lượng rất thấp, tương ứng với mức nhiệt chỉ 1,95 Kelvin, lạnh hơn so với 2,7 Kelvin của bức xạ phong vi sóng. Muốn thu được bức xạ này, chúng ta phải làm lạnh thiết bị xuống dưới 1,95 Kelvin. Thế nhưng vẫn rất khó để phát hiện, bởi vì neutrino gần như không tương tác với vật chất. Đến đây vẫn còn một câu hỏi nữa. Nếu chúng ta thực sự đạt đến vận tốc ánh sáng, thì có thể di chuyển đến rìa của vũ trụ khả kiến được hay không? Câu trả lời là không. Với đường kính vũ trụ khả kiến hiện tại, cộng với tốc độ giãn nở của không gian, thì có đến 97% vũ trụ sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với. Tức là nếu bạn bắt đầu du hành ngay ngày hôm nay với tốc độ ánh sáng, thì bạn cũng chỉ có thể khám phá được 3% vũ trụ khả kiến mà thôi. Đấy là còn chưa nói tới vũ trụ thực tế. Kết luận, vũ trụ khả kiến rộng 93 tỷ năm ánh sáng là một khám phá đỉnh cao của giới khoa học nói riêng cũng như toàn thể nhân loại nói chung. Nhưng nó đồng thời cũng là hạn chế mà có thể con người sẽ không bao giờ vượt qua nổi. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Trung Nguyễn. Các hành tinh được tạo ra từ đĩa bụi tiền sao với thành phần hầu như là hydro và heli. Vậy tại sao vẫn hình thành được các nguyên tố nặng khác như trên Trái Đất? Các đám mây tiền sao là một tập hợp của khí và bụi, trong đó có đến 99% là khí và 1% là bụi. Tuy nhiên, không phải bất cứ đám mây bụi nào cũng có khả năng tạo thành sao. Ước tính, các đám mây bụi có khả năng tạo thành sao ít nhất phải có khối lượng gấp hàng triệu lần khối lượng mặt trời. Trong đó, chỉ có từ 1 đến 5% khối lượng của đám mây là có thể tích tụ thành sao. Ví dụ đám mây phân tử Orion cách chúng ta 1.344 năm ánh sáng, nó chỉ có thể chuyển đổi 1% khối lượng để tạo thành sao, và đây cũng là một trong những vườn ươm sao mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng nghiên cứu. Thông thường, trong các tinh vân tiền sao như vậy, có đến 98-99% khối lượng đều là hydro và heli, chỉ có 1-2% là các nguyên tố nặng khác. Điển hình như trong hệ mặt trời của chúng ta, riêng mặt trời đã chiếm đến 99,8% khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời. 0,2% còn lại là tất cả các hành tinh, tiểu hành tinh và thiên thạch cộng lại. Giả sử mặt trời có khối lượng bằng 1% khối lượng đám mây tiền sao, thì phần khối lượng còn lại của đám mây
vẫn dư thừa các nguyên tố nặng để tạo ra hàng triệu hành tinh giống như trái đất của chúng ta. Trong giai đoạn mới hình thành, tất cả các hành tinh đều là tập hợp hỗn loạn của rất nhiều nguyên tố. Tất nhiên, nhiều nhất vẫn là hydro và heli. Trải qua thời gian, trọng lực sẽ nén các nguyên tố nặng vào lõi, còn khí thì nổi lên bề mặt. Điều quan trọng hơn cả là khi ngôi sao mới hình thành, nó rất không ổn định. Các vụ nổ bức xạ liên tục xảy ra. Nó tạo thành một áp suất, đẩy một phần vật chất cùng bức xạ ra phía ngoài. Nếu như các hành tinh ở quá gần, nó sẽ bị bào mòn lớp khí bên ngoài, rồi sau đó chỉ còn trơ lại phần lõi, giống như sao Thủy. Tuy nhiên, nếu trọng lực của hành tinh đủ lớn, nó vẫn có thể giữ lại cho mình một lớp khí quyển mỏng. Đối với các hành tinh ở xa như sao Mộc hay sao Thổ, nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi gió mặt trời, vì vậy vẫn giữ được lớp vỏ khí vô cùng dày đặc. Tuy nhiên, đến đây vẫn còn một thắc mắc nữa. Các nguyên tố nặng hơn sắt và niken được tạo ra từ đâu, trong khi các ngôi sao thường phát nổ khi tổng hợp với sắt? Đây cũng là câu hỏi của một số bạn mà mình không nhớ là đã đọc ở dưới một video nào đó. Câu trả lời của mình là siêu tân tinh. Có đến vài loại siêu tân tinh có thể xảy ra ở cuối cuộc đời các ngôi sao. Nó tùy thuộc vào khối lượng của ngôi sao đó. Thông thường, một sự kiện siêu tân tinh có thể diễn ra trong vòng một phần nhỏ của giây, hoặc cũng có thể kéo dài đến vài giây. Trong khoảnh khắc đó, ngôi sao sẽ giải phóng lượng năng lượng lớn gấp nhiều lần toàn bộ quãng đời của nó tạo ra. Năng lượng này được giải phóng dưới dạng nhiệt, ánh sáng và sóng xung kích. Theo đó, vụ nổ siêu tân tinh có thể tạo ra nhiệt độ lên tới 1 tỷ độ C và sáng gấp 10 tỷ lần mặt trời, đồng thời thổi bay vật chất ra xa hàng chục năm ánh sáng. Và chính nhiệt độ hàng tỷ độ C đó đã giúp tổng hợp nên các nguyên tố nặng hơn sắt và niken. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những ngôi sao nặng đến nỗi nó không xảy ra bất cứ vụ nổ nào, mà chỉ lặng lẽ sụp đổ để trở thành một hố đen.